Gigi Hadid không bận tâm chuyện hẹn hò của Leonardo DiCaprio. Gigi Hadid chia sẻ cô không có ý định nghiêm túc trong mối quan hệ với Leonardo DiCaprio. Cô hiện tập trung vào việc chăm sóc con gái. Ngày 24 tháng 12, Vietsix đưa tin siêu mẫu Gigi Hadid không bận tâm về bức ảnh Leonardo DiCaprio đi chơi cùng nữ diễn viên trẻ 23 tuổi. Một nguồn tin thân cận cho biết cả hai cho nhau cơ hội tìm hiểu nhưng lại không có ý định nghiêm túc với mối quan hệ này. Ưu tiên hàng đầu của Gigi là chăm sóc con gái. Lịch trình bận rộn của tài tử cũng là nguyên nhân khiến cặp sao không thể tiến xa. Trước đó, cặp sao bị phát hiện đi ăn tối chung tại một nhà hàng ở Mỹ. Dù nhiều lần hẹn hò, đi chơi chung, DiCaprio và Hadid chưa từng lên tiếng công khai mối quan hệ. Vào tối ngày 21 tháng 12, giờ Mỹ, Leonardo DiCaprio được phát hiện rời The Breakfast Club ở Hollywood cùng nữ diễn viên Victoria Lamas, kém anh 25 tuổi. Cả hai lên xe cùng nhau và đi ăn tối. Các nhân chứng cho biết họ tận hưởng thời gian đi chơi vui vẻ. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận xác nhận với Vietsix rằng Leo và Lamas không hẹn hò, họ chỉ là bạn bè. Victoria Lamas, con gái của nam diễn viên Falcon Crest Lorenzo Lamas, là diễn viên kiêm người mẫu, có gần 23.000 người theo dõi trên Instagram. Cô từng đóng vai nhỏ trong The Last Things on Earth Set, Tonight và Avengers Throne cũng như tham gia các phim truyền hình khác nhau, theo IMDb. Thông tin Gigi và Leo yêu nhau từng khiến truyền thông xôn xao bởi tài tử nổi tiếng với quy tắc chỉ yêu phụ nữ dưới 25 tuổi. Họ lần đầu tiên bị phát hiện hẹn hò tại New York trong tuần lễ thời trang. Trước đó, danh sách bạn gái của Leo đều dưới 25 tuổi ở thời điểm yêu. Báo Anh từng ví von đây là câu lạc bộ dưới 25. Trong khi ở hiện tại, người mẫu Gigi đã bước sang tuổi 27.